Hôm nay thì em Cường tiếp tục nhận một căn nhà nữa, Cầu Giấy. Xin phép được gửi tới các anh chị. Mặt tiền thì hơn 3 mét, lòng nhà là chỗ 3 mét tròn nhé. Rất là cao. Nhà này thì xây hơn 15 năm rồi. Thật ra là hơi nhìn hơi cũ. Tuy nhiên mà mua sửa bán thì khá đẹp. Đây là cửa chính nhé, cửa phun tường luôn. Rất là dễ sửa. Gương lớn. Mỗi một tầng thì có một phòng thôi. Đây cầu thang này, bếp này, nhà vệ sinh, khu kỹ thuật và máy nước này. Thì tầng 1 thì nó sẽ là phòng khách. Phòng khách. Chúng ta lên tầng 2. Cầu thang thì ốp đá granite kiểu ngày xưa ấy, chắc chắn. Đây ạ, chúng ta nhìn từ cầu thang xuống phòng khách thì nó rộng như thế này. Bếp và nhà vệ sinh, thực ra cái kết cấu này, thiết kế này thì nó quá căn bản, quá phổ thông. Chúng ta gặp rất nhiều rồi. Tầng 2 lại có nhà kho. Tầng 2 thì bên tay trái sẽ có nhà vệ sinh này, phòng một phòng ngủ này. Đấy. Cửa sổ tuy là nhà làm ngày xưa nhưng mà cửa sổ làm rất rộng, gần phun tường rồi, rất là dễ sửa. Nhà thoáng trước thôi, đằng trước là ngõ nhé, sau lưng cái cửa sổ kia là ngõ rộng 2 mét, xe máy thôi, không phải ô tô. Đây là nhà vệ sinh. Chúng ta lên tiếp với tầng 3. Cầu thang hơi nhỏ, như kiểu trên phố cổ vậy nhé. Cầu thang này được khoảng độ 65 phân thôi. Đây là nhìn xuống tầng 1 và tầng 2. Tầng 3 thì không làm nhà vệ sinh nữa, mà làm một phòng rộng thôi, phòng này chỉ để làm việc ở này. Đây ạ, bên kia thì vẫn là ngõ nhá, điều hòa còn nguyên. Tường thì rất là cao, khung cột đấy, hệ cột chắc chắn. Tầng 3 nhé. Tầng 4 thì là đây là tum lại giếng trời nhé. Giếng trời rất thoáng, chiếu thẳng từ tầng 4 xuống tầng 1. Tầng 4. Đây sẽ là phòng thờ. Thực ra thì thiết kế lại sẽ là phòng thờ này, mới giặt sân phơi. Nhà này thừa sức lên tầng nữa nhé. Đấy, không gian ngoài rất là thoáng. Và nha. Đó. Đấy.